Thế thì hai là mình đang sao nè các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, trên tay mình đang cầm nguyên một cái mâm dâu rồi các bạn, là 3 kg dâu nha, một hộp như vậy là 1 kg các bạn. Hôm nay thì mình đi học mới vừa về luôn, mình mua được dâu tây này các bạn. Không biết giờ là ngay cái mùa dâu hay gì đó, mình đi xuống chợ đâu đâu mình cũng gặp thấy người ta bán dâu hết trơn các bạn. Và hôm nay gặp dâu rất là ngon luôn nha, mua về để cho anh Bành, hai chị Bành Hiền ăn cùng với mình. Đợt rồi thì năm ngoái chứ mình có mua cho cha mẹ mình ăn thử là để chấm với sữa đặc đó các bạn, cũng rất là lâu rồi cũng không có ăn lại nữa. Đợt này mình mua về mình sẽ rủ anh chị mình ăn cho biết luôn nha các bạn ơi. Này là dâu Đà Lạt nha. Đợt rồi mình mua nó hơi mắc hơn, đợt này mình mua rẻ các bạn. 3 hộp như thế này là 3 kg mà mình mua với giá là 370.000 rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem vô nhà rửa thiệt là sạch để thưởng thức nha. Thôi, ngồi đây mà cái hộp nó phất ra cái mùi dâu các bạn, rất là thơm luôn nha. Để mình sẽ mở một hộp cho các bạn xem. Đây nè các bạn, phía bên trong nè, mình khui ra. Ủa, trời ơi, khui ngược nữa các bạn ơi. Đây, dâu tây Đà Lạt. Đây nè các bạn ơi, cái màu của cái trái dâu tây nó rất là đẹp luôn nha. Mình rất là thích ăn dâu tại vì cái mùi thơm của nó các bạn. Thôi nhưng mà bây giờ mình phải đem đi rửa thiệt là sạch rồi mình mới thưởng thức được. Thì bây giờ các bạn hãy theo chân mình đi vô rửa cái mớ dâu này nha. Đây các bạn ơi, giờ này thì anh mình đang phụ mẹ mình nướng vịt nè, rất là thơm luôn nha. Một hồi ăn vịt xong lại có tráng miệng luôn anh hai. Ồ, ngon à. Ôi ôi, tuyệt vời, tuyệt vời. Vịt quay, vịt quay. Ngon quá vậy. Chảy nước miếng không? Chảy mỡ kìa anh hai ơi. Ơi, hôm nay em có đem dâu về nè, hồi mình sẽ chấm sữa ăn đã luôn anh hai, nguyên một mâm luôn. Hai sẽ miếng vịt ăn trước, rồi chấm miếng mình dâu. Ok, em sẽ đi rửa nha. Rồi. Wow, hộp dâu của mình này các bạn ơi. Ui, cái này chứ dâu này phải vô bàn tay không ta? Ở trong đây người ta có tặng cho mình bịch muối chấm dâu nữa nè. Ây. Trời ơi. Úi dồi ôi, một trái bị thối. Và một bịch muối nữa. Quá trời luôn nè các bạn ơi. Nhưng trong đây có nhiều trái nó cũng bị giặt đó nè. Trời ơi, lúc mà mình mua mình đâu có thấy đâu. Wow, thôi kệ đi các bạn ơi, rửa sạch. Còn thì cái mâm dâu của mình cũng đã chuẩn bị xong. Thôi này nó hơi cao quá ha.
Thì ngày hôm nay á, mình ăn dâu này là mình sẽ ăn với lại cái muối mà nó cho kèm theo rồi các bạn. Với lại thế nó thèm sữa đặc. Giờ mình sẽ chút sữa đặc cho ăn thế hay. Đây. Quá sát cái mâm dâu này rồi, bây giờ chị Hiền sẽ chế sữa đặc ra. Nhiều không? Nhiều nhiều đi chị, mấy anh em mình ăn cho phê. Được rồi đó. Ok chị. Để ăn trước này chị ơi. Quá đã các bạn ơi. Này ăn dâu với lại sữa đặc rồi còn có muối nữa, nguyên một núi luôn nè. Này là 3kg dâu nha các bạn, hôm nay ăn đã luôn nha. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng nhau thưởng thức nha. Hôm nay ăn dâu cho nên mình lấy trái dâu mình kẹp đầu. Bây giờ thưởng thức thôi. Xin... Vô. Ăn trái to nên hay. Đây. Mời chị. Trái dâu này đẹp nha. Nó không to nhưng mà nó đẹp. Trái to này có hư không? Em ăn dâu bàn tay. Không. Nhìn nó cũng hơi... Các bạn không hiểu sao nha. Nó hơi bị úng vài trái các bạn. Hơi úng rồi. Có khi vận chuyển á. Đây. Ăn sao chấm với cái gì? Chấm đầu tiên ăn không thử. Không. Thấy là rất chua lắm. Chua. Chưa chấm muối nữa mà chấm. Bây các bạn nha, chấm muối của người ta cho nè. Chấm muối thử. Ngon. Chấm muối ngon các bạn. Cái muối vô ngọt. Đáng muối cái này là muối xí muội các bạn. Bi bi mẹ ăn không? Bây giờ tao bắn. Nó bán dâu người ta kèm theo đó. Cái thời ăn chê dâu người ta như chua rồi sao. Trời ơi con Mim nó còn chê kìa. Ăn khác này đó. Đây chị. Cái này mình cầm không được ta. Cầm gì không? Cả nó là bỏ đi. Đó, cầm bỏ đi. Bữa nay dâu nhiều quá các bạn. Đúng không? Một núi dâu luôn. Thôi bây giờ mình chấm sữa đi. Cái này to nè các bạn ơi. Mà ớt nó thơm, muối nó cay các bạn ơi. Muối thơm. Thơm sữa. Mời các bạn nha. Chấm đi chị. Chị hơi cắn ớt màu. Chị cắm gì nè. Đây chị ăn cái đẹp đi. Rồi. Chấm muối ngon. Chấm đi. Đây. Mời các bạn dâu chấm sữa. Rồi, chấm thử rồi. Biết cái môn này. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Đây nè, anh hai coi nè. Nhiều à. Nó có mùi lạ mà anh. Hồi đó anh đi anh mua ở tiệm ở chỗ siêu thị nó bán dâu thì thường bán kèm theo sữa. Ơ ngộ vậy, bên Nhật á hả? Quầy không biết hả? Không. Cái quầy bán dâu là kèm theo mấy tí sữa. Nên có tiền ăn dâu đâu. Hồi đó các bạn, hồi lúc mà mấy anh em mình còn nhỏ đâu bao giờ mà có ăn dâu đâu. Bên Nhật ít khi em mua dâu mà hả? Vô mắt hả? Ngon. Giấm sữa phải nói là xúc xích. Để rồi để lên đây đi chị. Nè. Hồi trước dâu này là chỉ giống như mua nước sinh tố á. Ta để chắc được 2 trái. Nó pha ra. Ta xay ra. Nó bị hương hả chị? Có cái hương thôi. Cái này chắc do vận chuyển á các bạn ơi. Dạ. Wow. Ôi cười chơi vô trời quá, của chị Hèn kìa. Bim em mẻo ăn hả Bim? Wow. Mà miếng nha. Cũng ngon thơm á các bạn. Wow, trái này đã nè anh hai ơi. Đây nè. Đào. Trái này nè. Ôi sao nó bự như vậy? Cho chị Hiền trái này luôn. Nè chị. Wow. Thank you. Ôi. Chấm cho chị Hiền. Quất đi anh hai. Dâu chấm sữa. Wow. Đây mà các bạn. Ôm liền. Wow. Ôi chị Hiền kìa. Đã. Đây, mời các bạn nha. Ôm đi chị. Đã. Đã. Mình cũng chơi ăn trái ngon ngon đi các bạn. Trái nào ta trái này đi. Thôi, trái này nè. Trái này nó hơi xấu xấu nhưng mình nghĩ là nó ngon đó các bạn. Trời. Chắc là sẽ ngon. Mời các bạn nha. Trời ơi chị. Dạ ơi. Dạ Nguyễn. Nguyễn ơi. Mời các bạn. Các bạn ơi, nó chấm nó nhiễu. Nó khờ cho nó chấm cái nước miếng chảy. Hên quá, không có nhiễu lên đông. Người các bạn. Ăn cái.
Khủng thế. Nghe nghe phía kia anh em ơi. Ừ, sợ quá. Em chấm miếng muối. Đúng rồi. Anh thấy muối vẫn là nhất. Mì sữa quen. Cũng ngon. Nhưng mà muối thì nó sẽ ngọt hơn. Khoái rồi, mà Bim Bim nó chê cho. Trời ơi, mà hình mẩy rồi kìa. Sáng giờ nó đi dục sình. Ăn à, anh, né né bà ta. Anh không dám lấy phía trước. Mời các bạn. Cho nó dính dày dày vậy ta. Mời các bạn nha. Ăn với sữa nè. Ăn với muối nè. Có bằng với muối nè. Muối đây làm như có muối hồng, muối gì nữa nè. Cái muối này nó làm ăn với dâu rồi nó ngọt ngay. Ở đây nắng hả trời? Ngon. Cái muối này ngon. Mời các bạn. Ừ. Muối này ngon mà. Ngon thẳng thức hả? À, biết rồi. Biết ăn không Bim? Ở bên nước ngoài không có không? Không ăn. Ê. Ủa nãy mẹ không ăn, không ăn. Nè nè ăn cuốn dâu. Ăn cuốn dâu. Chua. Chua. Chua lè chua lét. Cái dâu bàn tay nè. Nè các bạn. Bàn chân. Nhưng mà hơi bị thúi à. Bàn chân thúi. Ghê quá à. Anh thì tác ngôn. Tác ngôn hay bừa bổn. Chính xác. Hơi bừa bổn nha. Nó cắn cái bàn chân thúi nó bỏ. Ừ. Mẹ thích chấm sữa lắm, hồi anh đem gì cho mẹ chấm sữa. Trời nó chua quá à. Sao ăn càng ngày nó càng chua vậy. Ừ. Cái này sao nó bung ra luôn vậy. Nó bị nứt á. Ngồi vậy. Nứt trái. Mà em thấy chấm sữa mãi đỉnh. Chấm muối đỉnh hơn. Mình cảm thấy là chấm cái gì nó cũng chua á các bạn ơi. Sao tới nước gì nó chua quá. Chấm sữa là ngon nhất. Nên mà lâu lâu nó chấm muối. Muối này nó có vị béo đó các bạn. Ơ giờ nó vẫn không ngọt. Thằng bốc cái nào mà tài tị cái tái này ngọt hết. Có đường chị. Sao giờ bỏ đường vô. Bỏ đường vô. Ngộ nha, cái trái này giống như là nó mang hai trái vậy đó anh hai. Ở phía bên trong nó bị gỏng. Ở phía bên trong nó bị gỏng á các xé bạn. Xé ra được á. Xé ra được. Vô đâu vậy. Ngộ nha. Vô cặp. Nghe cái này mang ba trái là rồi. Là hai trái hả anh hai. Chắc cặp ba trái. Ừ. Xé làm ba được rồi. Đó, nó có muối luôn. Dâu có muối. Trời không thấy hột dâu đâu ta. Hột dâu ấy nằm mấy ngoài nè trời. Đó là hột dâu đó. Ngon vậy. Hột dâu là cái này nè. Cái này. Cái này là hột chứ gì nữa, vòng vòng ở ngoài cái trái. Giống đều lông hột quá vậy. Đều lông hột nó cũng mọc ở ngoài. Ngon đó. Đúng không anh? Ngoài là hột chứ gì đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi các bạn. Để ăn trái không nữa à. Anh đưa em này cái gì vậy anh? Kèm à. Ngọt ngay luôn. Em này dám cắn. Cái gì không? Nùm. Ăn mình ơn đi. Ơ hay con này. Ăn thịt cục qua bếm. Ăn gì ngon đỉnh vậy? Ăn cuốn. Dục à? Ăn cuốn dâu. Nó gắp nó dục á. Cái dâu này siêu xấu luôn á. Ừ. Chua quá các bạn ơi. Chấm đi màu. Cái này nó ngọt quá. Dâu đột biến. Trời ơi, một ly dâu này là mà nó lắc là mất tiền lắm nghe chạy 30 ngàn ly á. Dữ rồi. Ừ. Dâu lắc ha, là cái này nó chẻ ra hả? Này nè, anh hai gọt cái cuốn. Sao mà lắc với muối này nè mà bán ly 30 ngàn. Không được mấy cái. Thì đại ly thôi á, chừng 20-30 gì á. Không, 20 trái. Mười mấy trái. Một ly mà. Một hộp đầy nhiêu? 120 ngàn. Được mấy cái? Không gì bán là chắc lấy vợ dâu khác hả? Ừ. Chứ nếu mà dâu này mà bán vậy không có lời. Ly 20 trái mà 30 ngàn thì không có lời. Ừ. Chắc là dâu nhiều kích cỡ với nhau á. Với lại cái ly lớn nhỏ. Ly chứ phải lớn gì? Vừa vừa ha. Ly chắc ly nước mía 5 ngàn quá. Ly gầu cầu. Đúng không? Không. Ờ, đúng rồi gì nè. Ừ ly. Cái ly gầu cầu. Ừ. Lâu vậy là lời chán. Nhưng mà ai làm gì không, nhưng mà cái này lắc ăn chứ không ngon mừng. Cốc sợi ổi quá.
Ở chỗ này anh không ăn là hư hả? Nhiều giấy bị hư quá. Không biết là cánh. Do hôm qua mình đi học á các bạn, mình mua về cái mình ngủ ở nhà trọ đâu có cái gì, đâu có tủ lạnh, đâu có tủ lạnh đâu để vô. Nó nhìn ăn con ngon không? Ủa nhai cái hộp nó nghe bập 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 đã lắm. Bỏi luôn á hả? Dạ, ngon mà. Em là không thể. Để em chấm sữa vô. Một cái. Sao mà nhai được cái nuốt nghe nhai dâu, hết ra luôn. Dâu hả? Nhật nó có chua giống vậy không chị? Thôi biết đâu. Hai dâu Nhật có chua không hai? Dâu xịn thì nó không chua, dâu giảm nó cũng chua. Có lần anh ăn cái dâu bự cho bái thì ba ngón tay. Bà cho bứ luôn hả? Bả. Một ngày à, dâu không ai cho anh à? Ở đó ngọt hả? Mấy người Nhật á, người thấy ta chưa trồng biết dễ gì mà anh mua trái đó ăn. Cái đó là năm trái hình như là như tiền à? Như 200-300 ngàn gì á, năm trái. Trong cái hộp á thì nó mà mua. Mất tiền phải không? Thôi kệ đi anh hai, về quê mình ăn dâu chua lẹ chua lẹ. Em có ăn dâu nhiều là biết ở đâu không? Trên mấy cái bánh kem. Nhưng mà nó chua dữ lắm. Leo leo cái đồ Nhật mà không ăn dâu. Nó chờ chứ có chứ mà chị, ở dưới em mua bao giờ được tặng sữa đâu. Không có tặng mà là phải mua. À. Nó để gần thôi. Để gần. Dâu Nhật tại Việt Nam. Nhật tảo. Ồ. À, tính là chấm sữa là phải chấm thật là nhiều sữa mới ngon nha. Nó mới béo lên. Đó cơ hội. Đó. Ở bển em mơ ước là được đi vườn nhờ vườn nho, vườn dâu lắm. Vô vườn á, thấy mấy người vô vườn, mấy người bạn á đi vô vườn á hái ăn đủ đã lắm. Chị có đi không? Không. Sao vậy? Vô gặp vườn dâu chua này chắc rồi luôn á. Không, vô tổng mình có sữa mà. Mà có trái to rồi nè, mập lúc đó mình hái là trái nào ăn cái nấy chứ nó đâu bị hư bị úng giống gì đâu. Ăn liền. Không, nhưng mà ở mình đi Đà Lạt mình cũng có à. Mình mốt đi đúng không? Một lát nữa đi. Đây. Ăn xong rồi đi liền. Em lấy cái này em cắm lên cái cây dừa. Độc lạ miền Tây liền. Ăn hết nổi rồi các bạn ơi. Một cái cuối cùng. Ăn dâu mà muốn no luôn rồi. Một cái cuối cùng. Lâm Thủy Bắc An. Nó ăn mà nó dục à. Em còn bỏ một đúng là hơn. Chấm với sữa thì nó béo nó hơn các bạn. Nhưng mà chấm với cái muối thì nó ngọt. Nói chung là mỗi cái mỗi vị khác nhau. Còn ăn không đúng thì rồi. Nó chua. Ăn không là nó chua các bạn. Cái ăn không là nó chua nghe, không có hề có vị ngọt luôn. Vị ngọt nó rất là ít luôn các bạn ơi. Thế chứ ngày hôm nay nguyên một cái núi dâu này, nãy giờ mấy anh em mình ăn chùm tầm khoảng 1 ký rồi đó các bạn. Dâu này thấy chứ nó cũng nặng ký đó. Một hộp như vậy thì 1 ký mình mua 3 hộp là 3 ký. Chấm với sữa với lại muối này á, thì mình thích ăn sữa hơn. Anh chị mình thích muối các bạn ơi. Chấm với muối nó cũng ngon đó. Nó có vị mặn mặn ngọt ngọt và thơm mùi xíu mùi nữa các bạn. Cái muối nó chua mà sao mà chấm ra thành nó ngọt lại ta. Ngon ha. Anh hai thích ăn. Ủa anh không hồi đó anh không có đi học trừ với trừ thành cộng hả? Chua với chua ra ngọt. Hay ta. Thôi chứ nguyên một cái núi này á mình cũng không có ăn hết đâu các bạn. Hôm nay cha mẹ mình có việc cho nên là bên nhà này mình sẽ đem về nhà lấy sữa mới cho mẹ mình ăn nha. Mẹ mình thích ăn dâu chấm sữa lắm. Năm ngoái có mua một lần rồi. Đợt này mình mua nhiều hơn nè. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mấy anh em mình. Nếu thấy hay và yêu quý nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh các bạn ơi. Và bây giờ bye bye.